Thưa quý vị, ở nhiều bản vùng cao biên giới, điều kiện kinh tế khó khăn, phụ huynh chỉ có thể chuẩn bị cơm trắng cho con mang đến trường. Thậm chí nhiều em cứ đến giờ nghỉ trưa là đi bộ về nhà rất xa trường, ăn trưa rồi nghỉ học luôn buổi chiều. Sự thiếu thốn vật chất đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học. Tận mắt chứng kiến, tận tai lắng nghe những câu chuyện của trẻ em đã thôi thúc một chiến sĩ công an huyện Mộc Châu, đây là bí thư đoàn thanh niên công an tỉnh Sơn La, cho ra đời dự án Nuôi Em Mộc Châu, góp phần làm ấm bụng các em nhỏ vùng cao khi mà tới trường. Xã vùng biên giới Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Những đứa trẻ tới trường khi bụng còn đói, quần áo không đủ ấm. Mỗi lần được các đoàn hảo tâm tới thăm và tặng quà, các em rất vui. Cuộc sống ở trên này, của người dân ở trên này thì rất là khó khăn và vất vả. Phụ huynh đã chuẩn bị cho con mang cơm lên lớp, chủ yếu là cơm trắng với nước. Điểm trường mầm non Phiêng Cài, xã Lóng Sập là điểm trường đầu tiên mà Trung úy Dương Hải Anh, trước đây là bí thư đoàn thanh niên công an huyện, nảy ra ý tưởng triển khai dự án Nuôi Em Mộc Châu. Cách đây hơn một năm, các anh đã trích lương để hỗ trợ bữa ăn trưa ở trường cho các bé. Thay vì ăn cơm trắng với nước lọc, các bé sẽ được ăn đủ dinh dưỡng với giá 6.800 đồng một suất. Sau thời gian triển khai, tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng cũng chấm dứt. Đến nay, đã có 9 điểm trường khó khăn nhất của trường mầm non xã Lóng Sập được hưởng dự án. Từ khi dự án Nuôi Em Mộc Châu triển khai tại trường mầm non Lóng Sập thì có rất là nhiều hỗ trợ, rất là nhiều trong nhà trường trong công tác giáo dục, đó là duy trì sĩ số trẻ đến lớp đều hơn và trẻ được ăn ngon, ăn no và đầy đủ dinh dưỡng. Nhà nước đã đầu tư xây dựng các điểm trường của các xã vùng cao biên giới rất là khang trang. Tuy nhiên là các cháu vẫn bỏ học rất nhiều và với cái thực trạng đó thì tôi nhận thấy là các em do đói ăn mà bỏ học. Chính vì thế mà tôi đã nảy lên một ý tưởng về một dự án mang tên là Nuôi Em Mộc Châu. Với cách làm công khai, minh bạch về tài chính, dự án ngày càng phát triển. Sự phát triển ấy một phần cũng do tấm lòng nhân ái của các chiến sĩ công an đã chạm đến trái tim của những nhà hảo tâm. Bản thân em thì cũng có nhận nuôi hai bé và cảm giác của em đó là em thấy vui vì là ở địa phương của mình có một cái dự án mà nó thực sự ý nghĩa và hiệu quả. Các cháu rất là mong muốn được đi học, bởi vì được lên lớp, lên trường ấy thì có bữa là có hôm thì được uống sữa này, rồi là được bánh kẹo, rồi là đặc biệt là cái bữa trưa thì chương trình ấy nuôi các cháu. Nên là bố mẹ thì không phải lo cho các cháu bữa trưa để đi học. Kể từ khi dự án Nuôi Em Mộc Châu ra đời cho đến nay, đã có hàng vạn bữa ăn có thịt, có rau cho trẻ em vùng cao, miền biên viễn Sơn La. Được biết, dự án nhân văn này sẽ tiếp tục mở rộng ra các trường khác trên vùng biên giới Sơn La. Thưa quý vị, mới đây chuyên trang du lịch hàng đầu Canada The Traveler đã đưa Sơn Đoòng vào danh sách những hang động đáng kinh ngạc nhất thế giới. Các hang được chuyên gia chọn đều có tiêu chí chung như là mang vẻ đẹp khiến bạn phải ngỡ ngàng, chuyên về trải nghiệm khám phá và đều là những nơi được phép đặt tour đến tham quan. Vâng, và hang Sơn Đoòng của Việt Nam là đại diện duy nhất được lọt vào danh sách này. Nằm ở vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, Sơn Đoòng là một trong những hang động lớn nhất thế giới. Hang cao 200 m, rộng 175 m và dài tới 9,4 km. Nơi này có thể chứa cả một tòa nhà 40 tầng. Mặt cắt ngang của hang Việt Nam được cho là rộng gấp đôi so với lối đi lớn nhất của hang Dia ở Malaysia. Tạp chí Canada nhận định Sơn Đoòng là hang động độc nhất vô nhị của Việt Nam. Trước đó thì Sơn Đoòng cũng đã được sách kỷ lục Guinness thế giới công nhận là hang động lớn nhất thế giới vào năm 2009. Điểm hấp dẫn bậc nhất của hang Sơn Đoòng đó là những khu rừng rậm, thảm thực vật đa dạng mọc lên như nấm trong hang cùng với các nhũ thạch, măng đá cao, hố sụt và ngọc trai hang động. Ngay cả những du khách có kinh nghiệm cũng phải mất ít nhất 2 ngày đi bộ xuyên rừng, vượt sông, nước chảy xiết dữ dội để có thể đến được cửa của hang Sơn Đoòng. Thưa quý vị, do có đầu ra xuất khẩu khá lớn từ nhiều năm nay, sau khi thu hoạch xong vụ hè thu, bà con nông dân các tỉnh đồng bằng sông Hồng mở rộng diện tích rau vụ đông, mang lại thu nhập cao hơn gấp nhiều lần so với trồng lúa. Đầu vụ thì cà rốt có giá là 9.000 đồng 1 kg, trừ chi phí trung bình mỗi sào Bắc Bộ 360 m² thì người dân sẽ lại khoảng 5 triệu đồng. Nhưng tại thời điểm này thì các vùng trồng cà rốt hiện lại đang thu hoạch rộ và giá bán vì thế cũng tụt giảm khi mà sản lượng lại tăng mạnh. Tại một số vùng trồng cà rốt phía Bắc, năm nay năng suất ước đạt từ 1,5 đến 1,6 tấn một sào 360 m2. Do các địa phương thu hoạch rộ cộng với cà rốt nhập khẩu về nhiều nên giá bán tại vườn chỉ còn từ 5 đến 6.000 đồng 1 kg, trong khi chi phí sản xuất cộng với giá phân bón tăng cao đã ảnh hưởng không nhỏ tới lợi nhuận. Để phát triển ổn định lâu dài cây vụ đông tránh tình trạng được mùa mất giá, ngành nông nghiệp các địa phương đang tiếp tục tăng cường các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm cà rốt của địa phương, đồng thời đề xuất các tỉnh thành quan tâm đầu tư công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch để bà con nông dân an tâm sản xuất. Thưa quý vị, những ngày cuối năm âm lịch, để chuẩn bị phục vụ nhu cầu Tết Nguyên đán, nông dân trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, thủ phủ hành tím của tỉnh Sóc Trăng, đang bước vào vụ thu hoạch chính vụ hành tím với rất nhiều kỳ vọng về giá bán cũng như là thị trường tiêu thụ. Hiện thương lái thu mua hành tím của người dân dao động từ 12 đến 17.000 đồng 1 kg tùy chất lượng. Với mức giá này thì người trồng hành đang có lãi khá sau khi trừ chi phí sản xuất. Đại diện Phòng Kinh tế thị xã Vĩnh Châu cho biết, trong niên vụ hành tím năm nay, nông dân trên địa bàn xuống giống được hơn 5.000 ha. Trong đó, diện tích hành tím sớm hơn 1.500 ha, hành chính vụ hơn 3.700 ha. Dù diện tích hành giảm nhiều so với vụ trước, tuy nhiên để chủ động sản xuất, người trồng hành trên địa bàn đã chủ động xuống giống giải vụ, sản lượng thu hoạch cũng giải đều, không còn tập trung vào cùng một thời điểm như các năm trước. Do vậy, vụ hành năm nay, tình hình tiêu thụ hành tím ổn định. Mặc dù mới bắt đầu thu hoạch lúa đông xuân 2022-2023, nhưng nông dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long rất phấn khởi bởi vụ lúa năm nay vừa đạt năng suất khá, mà giá lúa cũng cao hơn so với cùng kỳ năm 2021-2022. Người trồng lúa có lãi khá dù là giá phân bón tăng cao. Cụ thể, nhóm giống lúa OM đã tăng từ 600 đến 700 đồng 1 kg, các nhóm khác giống tăng từ 200 đồng 1 kg trở lên. Riêng nhóm giống ST và giống RVT đã cao hơn 400 đến 500 đồng, đạt 7.600 đồng đến 7.800 đồng 1 kg. Với giá lúa cao và năng suất đạt khá sau khi trừ chi phí, lợi nhuận trung bình nông dân có lãi trên 30 triệu đồng mỗi hecta. Dự kiến là vụ lúa này sẽ thu hoạch dứt điểm vào tháng 3 năm 2023. Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão, tuy nhiên thì ghi nhận thị trường thịt lợn hiện nay cho thấy là giá lợn hơi thì vẫn đang đà giảm và giao dịch quanh mức là 50 cho đến 54.000 đồng 1 kg, giảm từ 15 đến 20% so với đầu tháng 10 năm 2021. Vâng, và theo các chuyên gia, thị trường lợn hơi trong nước vẫn chưa có tín hiệu khởi sắc do người tiêu dùng có xu hướng là thắt chặt chi tiêu, cũng như là chuyển hướng sang những thực phẩm khác đa dạng hơn. Tại miền Bắc, Hưng Yên là địa phương có giá lợn hơi cao nhất trong ngày hôm nay. Thương lái tại các tỉnh thành còn lại duy trì giao dịch lợn hơi ổn định trong khoảng từ 52 đến 53.000 đồng 1 kg. Giá lợn hơi khu vực miền Trung Tây Nguyên tăng 1.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua, giao dịch trong khoảng từ 51 đến 53.000 đồng 1 kg. Thị trường miền Nam giá tương tự tại các tỉnh miền Trung Tây Nguyên. Dù giá lợn hơi giảm mạnh nhưng giá thịt lợn bán lẻ tại chợ và siêu thị vẫn không hạ nhiệt. Thậm chí một vài cửa hàng còn tăng từ 2 đến 5.000 đồng 1 kg. Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, khâu trung gian phân phối mới là khâu quyết định giá thịt lợn. Hiện khâu này vẫn có lợi nhuận tốt dù người chăn nuôi đang thua lỗ. Giá lợn hơi đang thấp và kéo dài, người chăn nuôi đang rất mong đợi một chính sách giúp xuất khẩu thịt lợn, nhất là lợn sống sang Trung Quốc và thị trường lớn nhất về thịt lợn của thế giới và đang có giá bán cao tới gấp 1,5 lần so với giá lợn hơi bán tại nội địa. Thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật, chính phủ Trung Quốc cho biết là có thể tăng nhập khẩu thịt lợn trong năm 2023. Nhập khẩu thịt lợn của Trung Quốc trong năm 2023 có thể tăng sau khi nước này nới lỏng các quy định Zero Covid phòng chống dịch. Trong 10 tháng năm 2022, nước này nhập khẩu 1,56 triệu tấn thịt lợn, giảm 56% về khối lượng và 65% về giá trị. Tuy nhiên, tình hình có thể được cải thiện khi nhu cầu tăng cao trong năm nay, khi các hạn chế được nới lỏng, tạo thuận lợi cho việc thông quan hàng hóa. Theo dự báo, tổng nhập khẩu thịt lợn của Trung Quốc sẽ ổn định trong vài năm tới, đạt khoảng 2 triệu tấn một năm. Điều này có nghĩa là Trung Quốc sẽ tự túc khoảng 90%, đáp ứng mục tiêu an ninh lương thực. Thịt lợn nhập khẩu vào Trung Quốc chủ yếu từ các nước như Tây Ban Nha, Brazil, Đan Mạch, Hà Lan, Mỹ, Chile. Nước này vẫn là nhà nhập khẩu thịt lợn lớn nhất thế giới. Phần tiếp theo của chương trình, dự báo xuất khẩu thủy sản sẽ gặp nhiều khó khăn trong những tháng đầu năm do suy thoái kinh tế toàn cầu, chuỗi cung ứng hàng hóa bị đứt gãy. hang Sơn Đoòng của Việt Nam lọt vào danh sách những hang động đáng kinh ngạc nhất thế giới. Dự báo dịch bệnh COVID-19 tại châu Á sẽ có những diễn biến phức tạp sau khi Trung Quốc, quốc gia đông dân nhất thế giới, nới lỏng các quy định chống dịch.